gì cái gì đừng có thôi anh em, nói bạn nghe. Ủa xe gà ghê nhở. Lãi huy hồn đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cái gì lãi huy hồn? Anh em có chuyện thầy nên đứng ra giảng hòa vì thầy là người đứng đầu bộ tộc. Tộc Phan Liều. Sư ba đáo ghê vậy. Nếu anh em nào đang có nhu cầu mua thẻ nạp thì anh em nhớ vào trang này mua VIP cạc 24h.com. Mua thẻ nạp sẽ được chiết khấu 7% và nạp tiền điện thoại trực tiếp thì sẽ được chiết khấu 8%. Và cái trang web này hoàn toàn uy tín nhá. Đổi thẻ và mua thẻ chiết khấu cao nhất thị trường tại VIP cạc 24h.com. Rồi em ơi, và bây giờ sẽ đến xế pha ITM Let's Go. Xế pha nha. Bia Tô Sàn đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn Bia Tô Sàn nhá. Tôi vẫn ở đây đó, làm được gì tôi? Không, đánh không... tôi à? Thích không... thì va. Bia Tô Sàn lịch sự là à, lịch sự mà, một sai lầm thôi, không sao cả. Anh em trường làm theo thứ được. Không sao hết, nhưng đừng giờ so sánh như vậy. Không. Trêu thoải mái nha, trêu tôi trêu thoải mái nha. Nhưng mà cái mà bạn Bia Tô Sàn vượt qua giới hạn là so sánh tôi với cả TG. Đấy là một điều tôi rất không thích. Mày donate 10k mà đòi va, bố mày cười VC. Cười VC luôn, được chưa? Khoa, khoa đúng không? Học sinh ưu tú của trường chúng ta. Làm sao? Thu Hằng đã chi phối thầy Lân với 123.456 đồng. Ôi, Thu Hằng lên tiếng. Đúng thầy ạ, mấy thằng trường làng chú trưởng nói thế chất thật. Em không phải. Cảm ơn Thu Hằng, nói không tính tiền luôn, cảm ơn trường múa luôn. Trường múa nhá, thằng nào đủ tự tin đã hay nhất vào sân gặp thầy. Riêng con vợ đi đi không tính tiền rồi. Giấu tên giấu thằng tên đã bị scan 10.000 đồng. Hello anh luôn. Ai vậy? Sao có cả hello anh luôn em? Ai vậy ta? Ủa Seva, ủa Seva này vừa vào sân đã có nhiều cơ hội đấy. Cái chỗ 2.000 anh em đang ngồi xem stream mà chúng mày cứ lên đây donate 10.000 muốn nói gì thì nói à. What? Bao nhiêu người xem chúng mày ý thức lên. What? Cứ cãi nhau mấy việc linh tinh. Ý kiến thì cứ 1 lít muốn nói gì thì nói, còn 10k lời nói chưa trọng lượng. Hay quá, hay quá. Thế sao Tuấn Anh có 10k vậy? Bia Tô Sàn đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Nói quả câu chất tê vào 10k. Câu vừa nãy là câu của thầy Tần Lôn Nhá, tôi chỉ nhắc lại thôi. Cảm ơn Bia Tô Sàn nha. Cảm ơn, hẹn gặp lại, hi hi. Cảm ơn Bia Tô Sàn nha. Ly 7T đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Đúng quy trình R thầy ạ, một lúc nữa lại làm một mớ. Không có, không biết gì hết, không phải cháu, tôi không biết gì hết. Tự nhiên anh em va nhau, tôi không biết nha, tôi là lạ nhân. Lito đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. 66B Nguyễn Sĩ Sách. Nguyễn Thị Sách. Nguyễn Thị Sách. Gì mà Nguyễn Sĩ Sách nữa huynh. Bình tĩnh, để tôi set up cái camera đã. Va đi. Va đi. Một. Bàn thắng đầu tiên. Seva. Ôi, nhưng mà Seva này trông già ấy nhở. Seva này nhìn không lãng tử. Ui, Seva di chuyển quá hay thế nhở. Nước cam đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn nước cam nhá. Sủa 3 năm không thành người. Bia Tô Sàn sủa 3 câu đã thành cún. Cái gì đừng có thôi anh em. Nặng lời bạn đấy. Ui, Seva ghê nhở. Tuấn Trường 22.222 đã chi phối thầy Lân với 50.000 đồng. Ui, hay nhở. Toàn anh em với nhau mà cứ so sánh làm gì, cãi nhau thì cứ 50-100 mà quét. Đúng rồi. Tầm Quất Gia Truyền đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Đúng rồi, Tầm Quất Gia Truyền nhá. Trường này ca đuổi đâu, đuổi là thầy cô có cái gì em nên là các em cứ chửi nhau đi thầy sướng. Ôi, xôi vàng ngon đấy. Xôi vàng điên đấy. Ui. Lấy học sinh bị đuổi đang tìm nơi học đã chi phối thầy Lân với 500.000 đồng, đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Mày bị đuổi. Từ giờ em đã có trường để theo học nên ai chê thầy là em nhổ nước bọt vào mồm nó. Ôi khiếp, mày bị đuổi rồi. Ua, chạy nhanh lắm luôn đấy. Chạy nhanh, Seva chạy nhanh lắm luôn đấy. Seva chạy nhanh, rồi béo chạy nhanh hơn nhưng mà Seva chạy cũng vãi trưởng nhanh luôn đấy. Đúng là hai tiền đạo hay nhất Excel Line từ hiện tại. Chạy nhanh thế. Nhanh nữa đi.
Trọng tài. Thôi có coi kìa. Ai vậy trường. Mãi yêu anh Tài ơi. Em phát anh. Ủa. Sao không về không sút FD nữa. Không sút FD nữa. Sút FD nó không ra được cái chất của cầu thủ. Sút FD thường thôi. Mới biết là sút xa ngon hay không. Sao lại im lặng của LK rồi. Không biết nữa. Không gọi là ghế nhở. Tầm quất gia truyền đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn tầm quất nha. Tí nữa bia tô sàn ít vùng kín cho thầy để thầy cho tí hoa hồng. Ekip lộ liễu quá mà. Thưởng nóng luôn đấy nhở. Thưởng nóng bia tô sàn luôn đấy. Bia sàn nét thế. Má yêu luôn đấy. Đó, đúng chỗ ngứa mấy anh em. Hay thật. Ui. Bia tô sàn đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Việc em xong nhé thầy, tí thầy chia cho đều xíu. Ok ok ok. Thưởng bia tô sàn nha. Sút xa thì sút xa mới thấy được cái giá trị này. Như này mới thấy được cái giá trị này. Sam đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Ai chửi thầy tiếp đi để có cớ chửi lại chơi im quá. Thì nữa nước cam mở bát đi. Va đi. Thôi nhưng mà bây giờ tôi hỏi thật nhá. Bây giờ không lịnh bợ gì nữa, bây giờ không khen khủng nữa. Bây giờ anh em ghét cái gì ở tôi anh em nói đi. Cho vay nặng lãi, lãi huy hồn đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cái gì lãi huy hồn? Anh em có chuyện thầy nên đứng ra giảng hòa vì thầy là người đứng đầu bộ tộc. Tộc Phan Liều. Sư ba đáo ghê vậy. Ui, sư ba đáo ghê vậy. Em Tiến Nam Định đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn Tiến nhá. Em ghét cái kiểu múa máy vô bổ của ông thầy múa nào đấy thầy ạ. À. Thầy đâu. Okay. Thầy nhân hỏi thầy, em ghét ông đấy, kệ ông đấy chứ. Nước cam đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn nước cam nha. Cái sai của thầy là quá đẹp trai thôi. Uầy, sai. Nếu mà đó là cái sai thì thầy cũng không biết phải làm thế nào khác cả. Van Di thân fan thầy Ly. Lisa đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Đó, Van Di thân nha. Em ca thích thầy ở điểm đá giải như các. Mà nhắc đến các thi. VIPCAC24h.com. Đổi thẻ mua thẻ uy tín nhất thị trường. Cô bảo là ai vậy? Có mẹ ơi. Không đúng giờ giấc, nhiều khi cảm giác hơi thiếu nghiêm túc trong công việc. Như này đấy, như thế đúng phải là chuẩn thông cảm ơn huyền thoại FC online nhá. Hơi thiếu nghiêm túc là như nào nhỉ? Chỉ có không đúng giờ chứ tôi nghiêm túc mà. Nhưng mà tôi không bao sủi mà. Tuấn Trường 22.222 đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn Tuấn Trường nhá. Em ghét anh vì anh mõm ý. Hả? Em mõm gì? Chỉ là bị đấm mỏi, đấm lại. Ủa, thằng bèo chủ ghê ấy. Nhọt. Xe ba hoàn thành quất trước của mình như nào? Xe ba xong rồi mà. Tầm quất gia truyền đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn tầm quất nhá. Thì phải vạch lá tìm sầu ớ. Quả điêu ấy nhở? Con vai trong ngoài có gì? Con vai xuống quả điêu ấy nhở? Không đào luôn chứ. Ủa. Em Tiến Nam Định đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Đồng. Cảm ơn thị thân nhá. Chưa kể ghét thêm cái khoản đá thua đồ tại lác. Mà nếu lát thì hãy dùng ghi áp booter. Hãy dùng ghi áp booter. Không bao giờ sẽ tìm thấy, không bao giờ anh em bị lát nữa. Sẽ không bao giờ nhìn thấy một chữ lát nào nữa cả. Cho vay nặng lãi, lãi huy hồn đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Ai cãi thì cãi, thầy phải bình tâm cho em. Điền ở tâm thầy nó tĩnh luôn. Toát lên vẻ lãng tử. Làm mặt luôn. Ngầu ngầu nào để em chụp đi khè mấy thằng ghẹo thầy nhé. Mặt chuẩn bị tạo luôn. Dáng 1-2. Thôi rồi, ba có cái củ anh tộc Phan Liễu ạ. Cái tôi nhờ. Giấu tên đã chi phối thầy Lân với 100.000 đồng. Thầy có nhớ em cô đã chi phối thầy Lân với 15.000 đồng. Lại đòn nữa. Thầy có nhớ em cô. Hello. Cái gì vậy trời? Gọi như này chào mọi người chưa? Con tên gì? Thỏa hả? Thỏa mấy tuổi? Hả? Mấy tuổi rồi nhỉ? Con chắc con sinh nhật mấy tuổi? Con không ngại bố đâu nhá. Lito đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Gọi cháu Thỏ vào đây chú mừng tuổi. Kìa. Cái trưởng lắm mừng tuổi chắc con. Cái trưởng lắm mừng tuổi chắc con. Kinh không? Kinh nhờ. Huyền thoại FC Online.
Lưu Hà Nghi không ngu đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn huyền thoại FC Online nha. Con gái thầy xinh xắn QVL. Giống thầy mà. Ủa kìa. Con ơi. Lito đã chi phối thầy Lân với 500.000 đồng. Hay ăn mau lon, lon xinh như hoa nha. Ôi, cảm ơn hiệu trưởng Long ạ. Ui, cháu Thỏ cảm ơn chú Long nhiều. Thỏ ơi, ra cảm ơn chú Long cho bố. Anh Long. Ôi, C3 cứu tôi. Hat trick. Cứ đá một trận là một hat trick. Cho vay nặng lãi. Ui. Ui vội quá. Đỡ lại chứ nhở. Ui chuyền của bóng thiên tài của Vieira kìa. Vieira chuyền của bóng dã man thật. Vậy đã ghê nhở. Mày đỡ. Đã ghê ơi trời. Mày đỡ. Con vợ ở đây. Kinh chán à. Kinh chán à. Mình nghĩ là chính em có thể thích mình nghĩ là chính quá nhỉ. Thần Đức Trung đã chi phối thầy Lân với 16.000 đồng. Mà Thần Đức Trung nhá. Gạch 400k các trên VIP cát lẻ ít tiền cho thầy uống nước. Ủa cảm ơn Thần Đức Trung nhiều. Này, bây giờ như này hay tối nay làm ám sâu mắc đi. Tôi với thằng Minh làm cái BO5. Cho anh em đỡ phải thắc mắc. Ok chưa? Nhận không? Con vợ nào bên trường bản lổ câu cho Minh ấy đi. Cho Minh ấy còn chuẩn bị. Nó nhiều quá mất hay ra. Làm cái BO5. Được chưa? Làm cái số mét. Tí bảo Minh ấy làm cái. Nó nhiều quá. Bo năm hả, để em kết nối nhé hay anh tự liên hệ. Điên là trêu thế, điên. Tự nhiên mình đang đá chính thì mình đang đội trưởng, người ta đang nghi ngờ khả năng của mình. Mình ngây, tự nhiên mình va làm gì, anh trêu thế, không cần lấy đẻ đâu. Mình đang đá mà. Lito đã chi phối thể lên người ta biết mình không bằng mình đồng. Thì sao? Đá kém thì đạo đức phải tốt lên. Đúng rồi, điên, đạo đức tôi tốt mà, không va chạm gì hết. Điên, ngu gì. Tôi sợ điên rồi. Giấu tên đã uy scan 10.000 đồng. Lito đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Thắng thì không sao, thua thì... Đó. Bởi vậy, nhiều cái hệ lụy đáng sợ lắm. Tôi bây giờ đã ở một cương vị mới rồi nhưng vẫn nhớ những lần trốn học ở trường quốc tế để về trường làng giao lưu với y. Sao phải khổ vậy? Tại sao phải trốn? Thích thì mình sang, nhưng sao mình phải trốn? Sao nghe khổ vậy Quý Tông? Mình bảo luôn là tôi sang. Tại sao phải trốn? Đấy, thế nhiều anh em bảo là nếu mà đá thua thì tự giác dự bị cho Minh Lê chạy xong. Ngu gì tự nhiên đi đá. Thắng thì bình thường em đá chính. Thắng thì vẫn đá chính. Mà thua là phải dự bị. Còn không đá thì vẫn đá chính. Ây, thì không có. Phần thưởng khả năng to và khả năng meta đá thật. Phần thưởng to, khả năng suy nghĩ chứ. Đá vì cái slot thì thôi, không đáng đánh đổi. C3 rồi, trận này thấy im ta. C3 trận này thấy im ta. Chưa thấy lên tiếng mấy ta. Ủa. C3 không sút thì thôi. Sút là lét. Ủa. Thôi Tuấn Trường nha. Anh Minh vô rồi nè, chúng mày nín được chưa mấy thằng khóc thuê.
Ủa M5 anh lấy được chưa? Anh không dám lấy luôn đấy chứ. Anh không dám lấy luôn đấy chứ. Em ở thân cận với cả anh ấy, em chưa lấy được, sao anh dám hỏi? Anh hỏi anh lại bảo anh mất lịch sự. Không dám hỏi gì đâu. Im re à. Và ngon thật. Sự và ITM dã man thật. Đơn giản đó là Seva ITM. Đang chuẩn bị được đá báo cái ngồi cả mùa thì chết chết tôi à. Điên là sao ngồi cả mùa được. Hâm à. Mình hâm à, không bao giờ anh để mình ngồi cả mùa luôn. Anh hứa với mình luôn. Mình phải ngồi mấy mùa nữa cơ chứ làm gì chuyện ngồi một mùa không vậy. Mấy mùa nữa yên tâm. Bỏ mấy trường bản, khóc nhiều thật nhiều cho anh. Anh thích lắm. Hẹn anh em tối nay nha anh em. Bye bye anh em. Hẹn anh em vào tối nay nha. Cảm ơn anh em rất nhiều về chiều ngày hôm nay. Máy hưu.